Là đại diện tiếp theo của Hàn Quốc tham dự tuần lễ thời trang Milan, sự chú ý của công chúng đang đổ dồn lên thành viên nhóm nhạc nữ Twice, Momo. Với tư cách là đại sứ châu Á của Onitsuka Tiger, sự xuất hiện của Momo lập tức được truyền thông quốc tế săn đón. Tạo hình của nữ thần tượng nhà JYP Entertainment lần này được cư dân mạng đánh giá cao. Cô lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nổi bật với mái tóc bốp vàng óng. Bộ trang phục mà Momo đem tới Milan Fashion Week lần này là chiếc áo khoác đen tuyền được thiết kế hở vai quyến rũ. Netizen cảm thán không ngớt với visual của Momo bằng hàng loạt mỹ từ như nữ thần, búp bê sống, thiên thần. Cô cho biết ý tưởng của bộ trang phục này được bàn luận kỹ lưỡng với nhà thiết kế trước đó một ngày. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tốt Sao Hàn. Để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất và hot nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!